tại sao cánh cửa này bị mở nhỉ? Ô không, Alice, mẹ ơi, Nicky. Chuyện gì vậy, Fred? Chuyện gì xảy ra vậy? Cánh cửa, con mèo chạy ra ngoài rồi. Mở cửa, không sao đâu. Nó ở trong nhà, hãy cùng tìm kiếm. Được rồi, đi nào, Nicky. Thôi nào, đi thôi. Alice, em có ở đây không? Alice, có thể nó ở nhà bếp. No. Có lẽ nó đói bụng. Ok. Tại sao nó thích thứ này nhỉ? Mèo con. Mèo con. Xin chào. Hello. Bạn có thấy mèo con không? What? No. À. Có lẽ nó ở dưới sofa. Mèo con. Ồ, mình biết rồi, nó thích bơi. Mèo con, bạn có ở đây không? Không, nó không ở đây. Con đã bảo là đóng cửa lại rồi mà. Không phải mẹ đâu. Ồ, mẹ có một ý tưởng. Đến đây các con, đi nào. Chúng ta cần làm một thông báo. Chúng ta cần một tấm hình của cậu ấy. Mất mèo. Được rồi, xong, in thôi. Mèo của mình. Được rồi, con đang ở đây, con đi theo đường này và mẹ đi đường này. Okay. Mèo con. Ô, mèo của tôi. Mèo con. Yeah! Mất mèo. Mèo con ơi. Mèo con. Bao giờ tìm thấy Alice? Ồ, đừng lo, có thể ai đó sẽ tìm thấy nó. Được rồi, mẹ cần phải giặt đồ. Ồ, cục cưng, mẹ tìm thấy rồi. Ồ, các con, mẹ tìm thấy mèo rồi. Mình nhớ cậu. Thương quá. Em ấy cần vòng cổ, nhà và đồ chơi. Hãy đi đến cửa hàng nào. Ồ, chọn gì đây? Con cần gì? Có lẽ cái này. Ồ, có ngôi nhà. Ồ, trông nó được đấy. Con thích nó không? Ok. Con sẽ không bao giờ bị lạc, Alice. Đẹp quá. Chăm sóc thú cưng của bạn nhé. Tạm biệt.